Mình biết là có nhiều anh em đã đầu tư cho mình một cái dàn PC cực kỳ khủng để mà chiến những tựa game AAA với mức thiết lập cao, với cái độ phân giải cao. Nhưng mà sau đó anh em lại phân vân là không biết mình nên chọn một cái màn hình như thế nào là để hợp lý, là để phù hợp với những nhu cầu vừa nêu trên. Và anh em còn chiến cả những tựa game FPS khó nhằn, phải đòi hỏi về cái thông số của màn hình nữa. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái màn hình vừa có cả cong, vừa có cả phẳng, với những cái thông số cực kỳ ấn tượng, có thể đáp ứng tốt được những nhu cầu vừa nêu trên nhé. Còn bây giờ thì intro nào. Và như những gì vừa nói trên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai con màn vừa to vừa nét căng đét 27 inch để mà chơi những tựa game AAA. Và bên cạnh đó tần số quét nó còn sẽ cao để mà có thể chiến tốt được những tựa game FPS nhé. Khi nhu cầu của anh em là chơi những tựa game AAA có độ phân giải cao, phải nét căng đét, và anh em muốn chơi những tựa game AAA này ở trên một cái màn hình lớn, thì thứ đầu tiên được nhắc đến ở đây đó chính là kích thước của màn hình cái đã. Và 32 inch thì sẽ là quá to cho những tựa game như là MOBA, như là Liên Minh Huyền Thoại, hay là CSGO, hay là Valorant. Và 24 inch thì sẽ là quá ít cho những tựa game AAA. Vì thế nên con số hoàn hảo 27 inch. Và thường thì 27 inch nó sẽ đi kèm với độ phân giải đó chính là 2K. Bởi vì Full HD ở trên cái màn hình 27 inch thì anh em sẽ gặp cái hình trạng đó chính là bị rỗ. Tức có nghĩa là anh em sẽ nhìn thấy rõ từng cái pixel một ở trên màn hình của anh em đấy. Nó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cái trải nghiệm game của anh em, khá là khó chịu. Sơ qua về thông số kỹ thuật thì hai con màn này thông số nó sẽ như nhau, sẽ sử dụng tấm nền VR đỉnh mắt. Màu thì anh em có thể thấy ở đây nhé. Còn tần số quét của nó thì sẽ là 165Hz, tốc độ phản hồi là 5ms và có công nghệ FreeSync. Khi mà chơi những tựa game CSGO hay là Valorant, FPS quá cao thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng như là xé hình, thì công nghệ FreeSync sẽ giúp cho anh em hạn chế được tối đa cái hiện tượng đó, để mà khi anh em flick qua flick lại nó sẽ không bị xé hình đâu, nó sẽ không bị hụt đầu. Và tiếp theo hãy cùng điểm sơ qua về mặt thiết kế. Thì ở đây anh em sẽ thấy được một cái sự đối lập về mặt thiết kế. Màn hình cong thì chân đế nó cũng sẽ bo tròn hơn và nó không có led ở đằng sau. Còn màn hình thẳng thiết kế nó sẽ vuông vức hơn, nó sẽ gaming hơn. Với cái chân đế chữ V mình khá là thích chân đế này, bởi vì cảm giác nó sẽ chắc chắn hơn rất nhiều so với cái chân cong này chứ, đúng không? Và với cái màn hình này nó còn có led RGB ở đằng sau nữa. Không hẳn là led RGB đâu, nó sẽ có hai dãy led ở đằng sau. Mình cũng không biết là led đằng sau lưng cũng để làm gì nữa, nhưng mà khi mà để sát tường thì chắc là nó cũng sẽ đẹp hơn nhiều đấy. Thế nên là nếu như anh em mua màn hình này thì gắn cái rig vào để sát tường nhé. Còn về giá thành của hai màn này thì đối với màn hình cong thì anh em sẽ có giá được là 5290, còn màn hình thẳng thì sẽ là 5190. Nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của anh em, mà cũng không hẳn là nhu cầu đâu, bởi vì thông số của hai màn này nó là như nhau mà, chỉ là anh em thích cong hay là thẳng thôi. Còn nếu như anh em cảm thấy thắc mắc hay là cần hỗ trợ gì thế liên hệ ngay cho bọn mình nhé. Mình là Đạt và đây là Tình Học Anh Phát.